cùng đến với một số nội dung đáng chú ý về thị trường. Thưa quý vị, thị trường vàng tuần vừa qua biến động liên tục và có lúc vàng miếng vượt đỉnh lịch sử lên gần 85 triệu đồng. Vàng nhẫn thì chạm 78 triệu đồng một lượng. Chênh lệch với giá thế giới tăng cao, cụ thể là vàng nhẫn trong nước cao hơn từ 5,5 đến 6,5 triệu đồng. Còn vàng miếng thì chênh ở quanh mức 13 triệu đồng. Trước thực trạng nêu trên, Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay tình trạng chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm Nghị định 24/2012, theo dõi sát diễn biến vàng thế giới, trong nước và sớm có giải pháp bình ổn thị trường. Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế ở mức cao. Việc này nhằm đảm bảo thị trường vàng ổn định và hiệu quả. Thủ tướng cũng giao các bên quản lý nguồn cung cho sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ phù hợp diễn biến thị trường, không ảnh hưởng tỷ giá, dự trữ ngoại hối nhà nước hay là trục lợi đầu cơ, thao túng và đẩy giá. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phải được tăng cường trong giám sát điều hành thị trường vàng. Theo đó, các giao dịch mua, bán vàng phải có hóa đơn điện tử để tăng tính minh bạch. Với các doanh nghiệp không thực hiện, chế tài mạnh nhất là thu hồi ngay giấy phép hoạt động. Và những ngày gần đây, thì ngoài giá vàng thì tỷ giá đô la Mỹ cũng là mối quan tâm của nhiều người. Cụ thể, sáng ngày 12 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.046 đồng trên 1 đô la Mỹ, tức là tăng 10 Việt Nam đồng. Thị trường thế giới thì chỉ số USD Index ở mức là 105,27 điểm. Đây là mức tăng 0,03% so với giao dịch vào ngày 11 tháng 4. Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động từ 23.400 đến 25.197 Việt Nam đồng trên 1 USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.197 Việt Nam đồng trên 1 USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào, bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức 23.400 Việt Nam đồng trên 1 USD đến 25.197 Việt Nam đồng trên 1 USD. Tỷ giá euro tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào, bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 24.548 Việt Nam đồng trên 1 euro đến 27.132 Việt Nam đồng trên 1 euro. Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng thương mại tăng ở cả hai chiều mua và bán. Cụ thể, Vietcombank ở mức mua vào là 24.800 và mức bán ra là 25.170, tăng 40 Việt Nam đồng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch ngày 11 tháng 4. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 đến 25.300 Việt Nam đồng trên 1 USD. Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả hai chiều mua và bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch mua và bán ở mức 25.474 đến 25.554 Việt Nam đồng trên 1 USD, giảm 12 Việt Nam đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 11 tháng 4. Đối với thị trường bất động sản tại thủ đô Hà Nội, theo phân tích hiện nay, giao dịch không phải là quá phổ biến. Nhưng mà thực tế, giá nhà và chung cư vẫn ngày càng một cao. Và giới phân tích thì cho rằng, giao dịch thực thì vẫn tùy thuộc vào chính nhu cầu ở thực, bán thực và đặc biệt là việc chuyển nhượng giữa các dự án chung cư đang trở nên nhộn nhịp hơn. Tại khu đô thị Thanh Hà, trên các trang mạng, nhiều căn hộ giao bán sôi động với mức giá trung bình từ 20 đến 25 triệu đồng một mét vuông. Dù tại đây chưa có sổ hồng, chúng tôi được môi giới giới thiệu những căn hộ này vẫn luôn hút người mua dù giá có tăng hơn trước. Độ này nó cao hơn. Đúng rồi. Bây giờ để đất nền ở đây cũng cao hơn so với trước nhiều. Khách của chị mới bán cái này có gần 1.000. Bây giờ mặt bằng chung đâu lộng lên. Người ta một ngủ bây giờ đang 1.450 rồi. Giá cao quá. Mặt bằng chung thì em cứ đi tham khảo. Cả các sàn dưới này thì giá nó cũng báo em sẽ giá như này chứ không phải là bọn chị sẽ báo lên. Bọn em cứ mua như này xong thì chị ở chỉ cần mấy tháng một năm sau rồi lại lên nữa. Nếu chỉ là mình ở xong mình lại lãi được mấy trăm triệu nữa. Các chị mua lúc đầu năm ấy, xong rồi bây giờ là người ta được 600 triệu rồi đấy. Người ta ở từ đầu năm, bây giờ người ta được 5-600 triệu rồi. Là một đơn vị chuyên về chuyển nhượng bất động sản, chị Kiều cho biết, từ đầu năm đến nay, thị trường chuyển nhượng diễn biến khá sôi động. Tuy nhiên, khi mức giá đang ngày một cao, tâm lý của người dân bắt đầu có sự e dè. Người mua thì mong mức giá thấp để đủ khả năng xuống tiền. Chủ nhà lại chờ giá tăng thêm để bán. Như 10 canh,
thì chỉ còn 2 căn thiện chí bán thôi. Còn 6 căn đổ giá được mới bán. Bởi vì tiến độ họ vẫn đang cho thuê. Họ vẫn đang cho thuê thì bây giờ được giá người ta bán, người ta sẵn sàng hủy hợp đồng. Nhưng mà hy vọng của thị trường, những chủ nhà đều hy vọng là giá mãi tách. Nhưng mà em thấy là thời điểm này đang khó khăn với khách hàng và khó khăn với bất động sản. Từ cuối năm ngoái đến năm nay nó liên tục tăng, biến động tăng. Cho nên cái tâm lý của người bán ấy là họ cũng sợ là bán xong thì không biết lấy tiền, không biết làm gì, bởi vì giá tiền gửi thì bây giờ rất là thấp. Họ bán nhà cao, giá cao thì họ cũng mua giá đuổi, cũng mua giá cao. Cho nên bản chất là họ cũng bị hoang mang khi bán. Cho nên là cái nguồn cầu của thị trường ấy, nguồn cung của thị trường thì lại ít, và nhu cầu thì nó vẫn luôn luôn có. Cho nên là gần như là có cái sản phẩm, có nhà mà có nhu cầu chuyển nhượng giá phù hợp với cái giao dịch trên thị trường thôi, là có khớp cọc, là có giao dịch ngay. Hai tháng đầu năm nay, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng 17%. Đây là dữ liệu của sàn giao dịch bất động sản.com.vn. Theo đó, nhiều dự án tăng giá đến 33% so với cùng kỳ năm 2023. Thậm chí, nhiều dự án không được cấp sổ hay gặp vấn đề về nước sạch, môi trường cũng tăng giá mạnh. Nếu như cứ đẩy lên một cái giá không tưởng, thậm chí có những người chào giá lên cao lên hẳn đến 20, 30%, 40%. Để nếu như mà họ bán được cái giá cao như thế thì họ hoàn toàn đạt được cái kỳ vọng của họ. Và chính vì như vậy thì là thị trường thì chưa đáp ứng được. Và cứ người này cứ chào cao nhưng thực tế thì cái việc giao dịch của nó rất là ít. Đấy chính là cái nguyên nhân số 1 đẩy lên cái giá nhà chung cư cao. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là cái sự khan hiếm giả. Cái việc mà cái giá tăng lên như vậy thì có và đợt cái đợt giao dịch nó nhiều tới như vậy thì lại là một thị trường đầu cơ hay không, thì tôi không nghĩ rằng là sẽ là đầu cơ lắm đâu. Bởi vì là có thể là mình nhìn nhận ở cái việc là cái lượng giao dịch á, nếu như mà cái phân khúc nó đã rất là cao rồi thì cái thanh khoản của cái phân khúc giá cao này nè nó sẽ rất khó. Tôi nghĩ là có một số lượng nhất định là họ cần có nhu cầu ở trong những cái khu đô thị được quy hoạch bài bản thì họ có nhu cầu cho cái phân khúc này. Cũng có ý kiến cho rằng nhu cầu về nhà ở tăng cao, nguồn cung hạn chế, giá bán nhà tăng lên cũng theo quy luật thị trường. Tuy nhiên, thị trường chỉ thiếu nhà giá rẻ, nhà ở xã hội, còn phân khúc chung và cao cấp năm 2023 vẫn còn tồn kho khoảng 27.500 căn. Người mua nhà vẫn cần cân nhắc khi quyết định xuống tiền, tránh tin vào lời đồn thổi, không mua nhanh sẽ hết. Trái ngược với đà tăng 19% của chung cư Hà Nội, tới hết quý 1 thì giá căn hộ mới ở thành phố Hồ Chí Minh đã giảm 3% và bình quân là 61 triệu đồng một mét vuông. Báo cáo thị trường mới đây của CBRE, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ về tư vấn bất động sản, quản lý đầu tư cho thấy mặt bằng giá chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh không có nhiều thay đổi so với năm ngoái. Bình quân giá căn hộ mới tại đây khoảng 61 triệu đồng một mét vuông, giảm 3% tính đến hết quý 1. Mặt bằng giá không điều chỉnh nhiều so với giai đoạn mở bán trước nên tỷ lệ hấp thụ các dự án chung cư mới đạt 80% trong quý đầu năm. Lý do trái chiều giá nhà ở tại hai đô thị lớn nhất của cả nước. Theo một số chuyên gia, thì chung cư thành phố Hồ Chí Minh đã qua giai đoạn phát triển nóng và hiện bước vào thời kỳ ổn định về giá bán. Nguồn cung căn hộ cao cấp đến hạng sang trên thị trường này thì còn khá nhiều. Chủ đầu tư phải đưa ra chính sách thanh toán hấp dẫn, thậm chí là chiết khấu cao để tăng tính cạnh tranh cho các dự án mới. Thưa quý vị, hiện nay chính sách điện mặt trời và điện mặt trời áp mái đang là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp khu công nghiệp bày tỏ sốt ruột trước cái sự chậm trễ ban hành các cái chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà. Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vitas, thì ngành dệt may cần nguồn năng lượng xanh để có chứng chỉ xanh sản xuất sản phẩm, nên đã có khoảng 30-50% doanh nghiệp lắp đặt điện mái nhà. Tuy nhiên, từ năm 2021, khi mà cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời theo quyết định số 13/2020 không còn hiệu lực, có dự án phải dừng lại hoặc dù đã được lắp đặt nhưng mà chưa được đấu nối. Điều này, theo đại diện của nhiều đơn vị, sẽ tạo nên cái khoảng trống về mặt pháp lý. Vì vậy, trong chính sách mới đây, nhiều doanh nghiệp cho rằng cần phải làm rõ khái niệm tự sản tự tiêu gắn với chính sách tổng thể và hướng dẫn về trình tự, thủ tục đầu tư, an toàn phòng cháy hoặc là cơ chế điều tiết mua bán sử dụng điện. Doanh nghiệp cũng kiến nghị chính phủ và các bộ ngành sớm xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống điện mặt trời mà áp mái, quy trình lắp đặt, thử nghiệm, vận hành bảo dưỡng để kiểm soát chặt chẽ chất lượng của thiết bị. Mới chỉ qua 3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã chứng kiến 2.323 cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin của các ngành và lĩnh vực khác nhau.
Các cuộc tấn công thì có quy mô ngày càng lớn, ngày càng dồn dập và đã để lại những thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Trong đó thì phải nhắc đến sự cố tại VN Direct hay là PVOI, có thể xem như là lớn nhất, nghiêm trọng nhất. Trong khi đó thì hiện chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng trưởng thành cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp Việt đang rất thờ ơ trước mối nguy cơ này. Quý 1 năm 2024, Bộ Công an phát hiện hơn 20 triệu cảnh báo các hoạt động tấn công mạng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3 năm 2024, phát hiện có hơn 7 triệu cảnh báo, tăng 6% so với tháng 2 năm 2024. Những con số đáng báo động được Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an công bố tại họp báo chính phủ tháng 4 năm 2024. Bộ Công an cũng phát hiện ra là hàng chục gigabyte dữ liệu có nội dung bí mật đã bị đánh cắp của các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các đơn vị. Cho nên là cái tình trạng bị đánh cắp hoặc là các cái tấn công mạng của các cái thế lực là hiện nay là tấn công rất là dồn dập. Nhưng nhiều doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam còn chưa quan tâm đầu tư đúng mức để bảo vệ hệ thống thông tin. Nhận định được Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông tháng 4 năm 2024. Nó phải định kỳ kiểm tra đánh giá để săn lùng các lỗ hổng, gọi là săn lùng điểm yếu mà có bị xâm nhập thì để loại bỏ. Thì nếu chúng ta mà thực hiện đúng cái quy định pháp luật có như thế, với những các hệ thống vừa rồi, chúng ta có các quy định như thế thì nó sẽ giảm thiểu rủi ro rất lớn. Theo công thức chung của thế giới, đầu tư cho an ninh mạng thường chiếm khoảng 10% chi phí đầu tư cho hệ thống thông tin. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp ở Việt Nam chưa đạt tỷ lệ này. Chúng ta đều hiểu rằng an toàn thông tin bản chất là bảo vệ. Bảo vệ thì thông thường là một cái lĩnh vực nó có tính chất chi phí. Và đâu đấy thì nó đôi khi là giống như chúng ta là hiểu là dành cho người giàu. Tuy nhiên, rõ ràng trên môi trường mạng hiện tại, nếu như mà chúng ta kinh doanh trên môi trường mạng mà chúng ta không bảo vệ, không bảo vệ mình, bản chất là chúng ta bị mất business. Đầu tư cho an toàn thông tin là đầu tư tổng thể. Nếu công nghệ sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ tổ chức khỏi các mối nguy an ninh mạng, thì nguồn lực con người mới là yếu tố quan trọng trong bảo vệ tổ chức khỏi các mối đe dọa an ninh. Do vậy, để bảo vệ hệ thống, ngoài việc rà soát lỗ hổng, tăng cường các giải pháp công nghệ, các đơn vị cũng cần xây dựng một đội ngũ chuyên trách về an ninh mạng. Anh có đầu tư hàng tỷ đô và những cái máy móc quan trọng nhất mà nếu con người không biết sử dụng thì thành vô nghĩa. Và tất nhiên nếu mà chúng ta thấy nhìn qua tất cả những cuộc tấn công vừa rồi xảy ra, họ không tấn công vào máy móc, thời gian mất rồi đâu, tấn công đầu tiên hết là tấn công vào con người. Chúng ta càng ngày những con người của trong công ty của mình càng ngày kết nối tất cả những social media, LinkedIn, Facebook, Zalo và tất cả. Đó là cái nơi mà tìm cho những hacker rất là tìm ra những cái lỗi và tấn công vào con người. Đương nhiên, đây là một chặng đường dài và cần nhiều cái đầu tư về thời gian, về huấn luyện, về chi phí. Nhưng chúng tôi tin rằng là chỉ có cách là nâng cao từ nhận thức, nâng cao cái đầu tư, nâng cao cái huấn luyện thì mới có thể giải quyết cái phần gốc. Khi mà ứng phó, đối phó với các cái nguy cơ mà luôn luôn là hiện hữu và luôn luôn là càng ngày càng nhiều trên mạng Internet hiện nay. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ cấp thiết liên quan đến an toàn thông tin mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền. Công điện nêu rõ, hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp cần phải được quan tâm, triển khai đảm bảo an toàn thông tin mạng ở mức độ cao nhất. Khi xảy ra tấn công mạng, cần kịp thời báo cáo sự cố về cơ quan chủ quản, đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố cung cấp và cơ quan điều phối quốc gia. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những năm gần đây, sách lậu không chỉ xuất hiện ở hình thức in và bán, mà hiện nay sách giả còn lan truyền tràn lan trên môi trường mạng. Vấn nạn này ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi của những độc giả và những người làm sách chân chính? Nội dung được đề cập trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai, ngày 13 tháng 4.